Rồi một cái câu hỏi của bạn Mai Trinh đó là ăn chế độ tập gym nhưng nấu ăn cho cả nhà nên thức ăn có bị tăng calorie không ạ? Điều đầu tiên các bạn cần phải hiểu một cái vấn đề, đó là cái chế độ ăn tập gym, phòng gym là gì, là nơi có nhiều dụng cụ để bạn tập luyện. Rồi, chứ không phải cái chế độ ăn tập gym là bạn mặc định và bạn đọc để bạn hiểu được là cái chế độ đó nó phải như vận động viên thể hình chuyên nghiệp nào là ăn rất là nhiều ức gà, ăn là ăn thô, ăn khô, ăn rất kham khổ để có cơ bắp đẹp, không? Đó không phải. Cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi quan điểm để suy nghĩ rằng cái chế độ tập gym nó phải quá khác biệt và nó quá khắc nghiệt. Mục tiêu tập luyện của bạn là giảm cân, dáng đẹp và bạn có thể ăn chung và hòa nhập với gia đình, chứ không phải là bạn tách riêng cái chế độ ăn của bạn với cái xã hội. Do đó tại Dalong Fitness chúng tôi nghiên cứu rất nhiều phương pháp để định lượng và thay đổi dần những cái thói quen ăn uống để bạn vẫn có thể ăn chung với gia đình, nhưng mà phải thay đổi dần cái khẩu vị để mà cơ thể của bạn nó trở nên nó khỏe hơn, nó trở nên nó đẹp hơn. Đồng thời một điều nữa rằng là khi mà ăn theo chế độ này, không những là cơ thể của bạn nó trở nên khỏe hơn, mà cơ thể và sức khỏe của gia đình bạn nó sẽ có một cái tấm khiên về thực phẩm để nó bảo vệ và nó gia tăng cái sức khỏe tổng quan của cả gia đình. Ví dụ như những cái món, ví dụ như là cá sốt cà, ví dụ như cháo gà, ví dụ như cháo cá, ví dụ như các loại canh cá, hoặc là những cái món cuốn thịt nạc heo. Những cái món đó bạn có thể tìm thấy trên web, trên YouTube của Dalong Fitness. Tôi quay rất là nhiều, tôi ăn thực tế rất là nhiều để các bạn hiểu được rằng là việc đến phòng gym tập luyện hay chế độ tập gym nó chỉ là một cái tên gọi. Còn hiểu sâu về cái cách thức và thay đổi dần những cái thói quen cũng như điều chỉnh lại cách nấu những cái món ăn rất là bình thường, ví dụ như là cơm nè, thịt kho trứng nè, ví dụ như là những cái món canh gà, món cơm với gà, món cơm với cá, món cơm với thịt heo. Những cái cách thức nấu ăn, những cái món ăn thuần Việt đó được tôi nghiên cứu dành riêng cho những học viên tại Dalong Fitness để thay đổi dần các mối quen ăn uống, để cơ thể của bạn, không chỉ cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn mà cơ thể của cả gia đình bạn trở nên khỏe mạnh hơn nhờ một chế độ ăn tốt hơn kết hợp với việc tập luyện và vận động thường xuyên theo lịch tập được thiết kế rõ ràng chi tiết tại Dalong Fitness.